quân lính đến bắt Chúa Giêsu và khoác lên mình Ngài áo choàng đỏ. Họ kết chiếc mão bằng gai và đội trên đầu Ngài. Họ đánh và đập Ngài và nhạo báng rằng: "Đây là Giêsu, vua dân Giu-đa." Họ giải Ngài đến nơi được gọi là đồi Gô-gô-tha. Tại đó họ đóng đinh Ngài. Thình lình khắp xứ đều tối tăm. Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng lên rằng: "Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ con?" Sau đó Ngài nói: "Mọi việc đã được tròn. Lạy Cha, con xin giao linh hồn lại trong tay Cha." Ngài vừa nói xong thì trút linh hồn. Ngài được bọc bằng vải liệm và được chôn nơi hầm mộ, nơi ấy được đóng lại bởi hòn đá lớn.